xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị và các bạn là chiếc xe Mazda 3, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C của bên nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, nửa cuối còn lại của tháng 4 năm 2023 này, Topcar VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tốt nhất tại thời điểm này dành cho từng phiên bản của Mazda 3, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ tăng cường thêm, và mức giá lăn bánh là thay đổi đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm về chiếc xe này tại thời điểm này. Tại đại lý của mình, Mazda 3 là xe sản xuất năm 2023. Thời điểm trước thì có cả xe 2022 với những cái màu sắc nó còn sót lại, tuy nhiên thì đã thanh lý xong rồi. Bây giờ sẽ là xe sản xuất năm 2023, nhưng mà chương trình khuyến mại vẫn đang cực nhiều các bạn ạ. Ở Mazda 3 thì hiện tại ở phân khúc nó đang cạnh tranh với những dòng xe mà hoàn toàn các bạn có thể tìm hiểu thêm, ví dụ như là chiếc xe Kia K3, hay là Hyundai Elantra, hay là Toyota Corolla Altis. Mazda 3 thì đang có 3 sự lựa chọn: bản Deluxe, bản Luxury và phiên bản Premium. Mức khuyến mại dao động tại thời điểm này từ 38 đến gần 90 triệu đồng cho cái dòng xe Mazda 3 này. Cụ thể thì mình xin phép cập nhật như sau. Đầu tiên là Mazda 3 phiên bản Deluxe. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 669 triệu đồng. Tổng khuyến mại tại thời điểm này lên tới gần 85 triệu đồng cho một chiếc xe sản xuất năm 2023, phân khúc cỡ C, giá bán xe đâu đó còn có 586 triệu, 87 triệu quý chị các bạn ạ. Và lăn bánh ở tỉnh sẽ là 653 triệu, ở Hà Nội là 683 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 675 triệu đồng anh chị nhé. Ở tỉnh lăn bánh là 653, ở Hà Nội là 683 và thành phố Hồ Chí Minh là 675 triệu đồng. Mức giá bán, mức giá lăn bánh đâu đó chỉ nhỉnh hơn những dòng xe City hay là Vios một chút thôi. Trả góp của Mazda 3 phiên bản Deluxe này, ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 182 triệu, Hà Nội tối thiểu là 216 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 202 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 182, ở Hà Nội là 216 và thành phố Hồ Chí Minh là 202 triệu đồng với phiên bản Deluxe theo phương án trả góp. Trả góp thì đại lý sẽ cho vay trả góp tối đa là được 80%, thời gian vay tối đa là trong vòng 8 năm. Ở quý anh chị các bạn, chúng ta có thể lựa chọn vay 30%, vay 50% cũng được. Thời gian vay các bạn có thể vay 2 năm, vay 3 năm, vay 5 năm hay 7 năm là tùy quý anh chị các bạn nhé. Tại thời điểm mà chốt hợp đồng đặt cọc thì sẽ có bên bộ phận ngân hàng tư vấn kỹ hơn về cái số tiền trả góp và thời gian vay cụ thể dành cho quý anh chị các bạn. Sự lựa chọn tiếp theo đó là Mazda 3 phiên bản Luxury. Đây là một phiên bản ở giữa. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 699 triệu đồng. Tại thời điểm này, xe sản xuất năm 2023, tổng khuyến mại bản này hơn 85 triệu đồng quý chị các bạn nhé. Tổng khuyến mại hơn 85 triệu đồng. Ngoài ra tại đại lý của mình, nếu như lấy bản này còn được tặng bảo hiểm thân vỏ nữa các bạn ạ. Tặng bảo hiểm thân vỏ với cái phiên bản này luôn. Đầu đó giá xe sau khi trừ khuyến mại lăn bánh ở tỉnh của bản Luxury là 685 triệu. Ở Hà Nội là 715 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 705 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 685, ở Hà Nội là 715 và thành phố Hồ Chí Minh là 705 triệu đồng với Mazda 3 Luxury. Trả góp bản Luxury này, ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 195 triệu, Hà Nội tối thiểu là 230 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 215 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 195, Hà Nội là 230 và thành phố Hồ Chí Minh là 215 triệu đồng. Một vài ngày trước thì cũng nhiều khách hàng lựa chọn và hỏi về cái chiếc xe Mazda 3 Luxury này, xe sản xuất năm 2022, nhưng mà hiện tại thì đại lý mình cũng đã thanh lý xong rồi. Bây giờ sẽ là xe 2023 mới nhất quý vị các bạn nhé. Lựa chọn tiếp theo, phiên bản thứ 3 là Mazda 3 Premium. Đây là một phiên bản mà có ít chương trình khuyến mại và giảm giá nhất, với mức giá này biết là 759 triệu. Bây giờ tổng khuyến mại đâu đó gần 40 triệu đồng khi mà lựa chọn về cái phiên bản Premium này. Giá bán đâu đó là 720. Lăn bánh ở tỉnh của bản Premium là 798 triệu. Ở Hà Nội là 831 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 818 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 798, Hà Nội là 831 và thành phố Hồ Chí Minh là 818 triệu đồng khi mà lựa chọn về bản Premium, bản cao cấp nhất của chị bạn nhé. Trả góp bản Premium này thì ở tỉnh sẽ cần chuẩn bị số tiền tối thiểu là 225 triệu,
Hà Nội tối thiểu là 260 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 245 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 225, ở Hà Nội là 260 và Thành phố Hồ Chí Minh là 245 triệu đồng với Maraba Premium. Đây là mức giá của phiên bản cao cấp nhất. Thực ra thì Maraba có phiên bản Deluxe, bản Luxury hiện tại với chương trình khuyến mại giảm giá sâu như thế này. Ở mỗi phiên bản đâu đó khuyến mại gần 90 triệu đồng thì hoàn toàn anh chị chúng ta có thể quan tâm về bản Deluxe và bản Luxury. Quan trọng nữa là số lượng xe hiện tại là 2023 mà cũng có giao ngay luôn. Vậy thì nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Maraba, hãy liên hệ theo cái số line ở ngay bên dưới góc trái mình này. Với những anh chị khách hàng nào ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để liên tục cập nhật chính sách giá, chương trình khuyến mại tốt nhất tại thời điểm mà anh chị chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, quý chị các bạn hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá, về khuyến mại, Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.